một bất động sản ở phường Minh Hưng, thị xã Trần Thành, tỉnh Bình Phước và gần khu công nghiệp Minh Hưng nha quý vị sẽ có những hình ảnh và tiện ích xung quanh của vị trí đất này như thế nào? Xin mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi hình ảnh qua vòng lấy cam nha và vị trí bất động sản của chúng ta nằm trên mặt tiền đường bê tông 4m hiện tại là đường bê tông 4m và lộ giới của trục đường này là quy hoạch là đường 12m nha quý vị là đường 12m và diện tích bất động sản của chúng ta là 170m 2 ạ à. Ngang năm sâu cho 32 Và có 100m thổ cư Và dân cư ở đây sống rất là đông đúc rồi nha quý vị Với vị trí bất động sản này thì hiện tại đã có điện Đã có điện để chúng ta thắp sáng Và chúng ta có thể xây dựng tự do Nha quý vị xây dựng tự do Và từ vị trí bất động sản này chúng ta di chuyển ra quốc lộ 13 nha quý vị Di chuyển ra quốc lộ 13 chỉ 800m Di chuyển ra trục đường mà Sikiko Khu nghiệp Sikiko nha quý vị Cũng chỉ 800m là tới khu nghiệp Sikiko rồi và di chuyển một km là chúng ta tới khu nghiệp Minh Hưng 3, Minh Hưng Hàn Quốc và tiện ích ở xung quanh khu vực này là gồm điện máy xanh, bách hóa xanh, những nhà trọ dành cho công nhân viên tại khu vực này cũng rất là đông đúc rồi. Và chúng ta có thể thấy ạ, đường này chạy thẳng. Chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ ra khu công nghiệp Shikiko Nhật Bản nha quý vị. Ra à, khu khu nghiệp Shikiko Nhật Bản. Và vị trí bất động sản của chúng ta nằm ngay đây quý vị. Xin mời cả nhà cùng theo chân động thơ để xem vị trí bất động sản của chúng ta nha. Lô góc Đầu tiên chúng ta bỏ ạ. Lô số 2 là ngay đây nha quý vị. Lô góc lô số 2. Từ cột điện này qua đây ạ. À, 5,06 à ngang 5,06 nha quý vị. Ngang 5,06 gần 51 à, đúng rồi ạ. À, gần 5,1 m. Và chúng ta sâu vào là 32 m nha quý vị, sâu vào 32 m, bám vào tiền đường bê tông 4 m. Chạy thẳng dân cư sống rất là đông đúc rồi nha quý vị. Tất cả dân cư đã có hết rồi với vị trí bất động sản này chúng ta có thể à, xây dựng để ở kinh doanh hoặc là chúng ta à, đầu tư bán lại cho người công nhân sau này chúng ta muốn đầu tư bất động sản đây để đi làm gần khu nghiệp Minh Hưng thì quý hàng quan tâm tới bất động sản này nha giá ngày hôm nay nha 490 triệu quý vị 490 triệu bất động sản giá cực đẹp cực rẻ và đã có thổ cư xây dựng tự do quan tâm tới bất động sản này liên hệ ngay trọng thơ ngay ngày hôm nay qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một vị trí duy nhất cực rẻ tại phường Minh Hưng này chỉ 490 triệu. Liên hệ ngay cho trọng thơ nha.